Xin chào các bạn này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một nồi cơm hãng Hitachi. Nồi là tương đối còn rất là mới. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem vòng quanh của nó. Đây là mặt đằng trước các bạn nhé. Đấy, có một vết xước luôn. Bên cạnh này. Đấy, mình sẽ quay tổng thể cho các bạn xem. Và không được biết trước. Mỗi lần mình làm video mình sẽ hoàn thiện hơn khi các bạn đánh giá để mình sẽ những cái gì các bạn thắc mắc thì mình sẽ quay trực tiếp. Đây là cho các bạn xem sản phẩm hãng Hitachi, model là RZ BS 10M. Đấy, các bạn nào mà đặt hàng thì cứ nhớ đúng cái mã này, là đúng mã thì các bạn nhận hàng nhé. Đây là hình thức bên trong này, rồi là tương đối sáng này, ruột rồi là không một vết chóc xương nào thôi. Đấy, đây là mình quay cho các bạn xem luôn này, không có một vết chóc nào. Đây là bên trong đáy này. Đây mình mới lau qua nhé, hãng vết ướt này. Nồi này mình cũng đun thử trưa nay rồi. Và mình đây là bên thành nồi cũng đều trắng inox hết các bạn nhé, sáng choang luôn. Mình đã nấu test tất cả các nồi mình đăng trên video này đều test hết rồi. Các bạn đặt hàng là mua chỉ dùng thôi, hàng này là hàng nội địa. Các bạn lưu ý là cắm điện 110. Các bạn cắm đúng 110 thì là dùng lúc nào nó cũng bền và ok thôi, không ít khi được bị lỗi lắm. Đây là ổ cắm này, bây giờ mình sẽ cắm vào cái ổ nắp của mình đây, bộ đường nguồn 110. Đấy, mình sẽ cắm 110. Các bạn nào có nhu cầu mua liên hệ với lại điện lạnh Thương Thuyết theo số điện thoại là 0903 454 811 hoặc là 0965 109 81, còn là website là sửa điện lạnh thương bình com. Bây giờ mình sẽ test nồi cho các bạn này, thì nó cũng giống như tất cả các nồi khác luôn. Nó cũng có nút đầy nút ủ này, đây là chỉnh thời gian này, đây là chọn thời gian, đây là hiện giờ đấy, có nghĩa là chức năng hiện giờ, đây là nấu cơm, nên là tắt đi. Còn đây là chọn chương trình, đây như là mình đang chọn dấu chấm này, đang chương trình mặc định đây, rồi mình sẽ bấm thì nó sẽ nháy này, giờ nó sẽ di chuyển dấu chấm sang chỗ vị trí khác này. Đấy, mình thích nấu chức năng nào thì là mình sẽ nấu ở cái chương trình đấy. Đấy, nên là các bạn mua thì các bạn sẽ search cách dùng. Vấn đề mình chỉ giới thiệu qua để cho các bạn biết là các chương trình nấu của nó thôi. Đây, đây là chương trình nấu mặc định này. Còn là nút to này là nút khởi động, nghĩa là bắt đầu nấu cơm. Đấy. Đấy, các bạn này thấy chạy. Chương trình mặc định nó sẽ là 47 phút là nó sẽ nấu xong. Còn nhiều bạn hỏi mình là cái chương trình, đây tắt đi này, chương trình hiện giờ đây, ví dụ hiện giờ này, cái thời gian hiện giờ này là nó sẽ là 6 giờ, có nghĩa là 6 giờ mình hẹn là 6 giờ là cơm chín, lúc đấy là sẽ 6 giờ là cơm sẽ chín nhé, chứ không phải là 6 giờ bắt đầu cơm nấu đâu. Đấy, mình test đa số là tầm 6 giờ là cơm đã chín rồi. Đó, tất cả hàng Nhật là đều có hai chế độ hiện giờ này, một là buổi sáng và hai là buổi chiều, cái là mặc định luôn. Mình ăn sáng xong thì mình ăn trưa xong mình hẹn giờ luôn, nấu sang chiều luôn, không phải chọn nhiều thời gian nữa. Đấy, ta đi này, nên là thời gian hiển thị ngày giờ, có nghĩa trong ngày mình sẽ chọn đúng thời gian trong ngày của mình và nó sẽ hiện theo đúng thời gian mình ăn. Đấy, sản phẩm này bên mình đang bán là 800 bao ship, có nghĩa là các bạn
bất cứ các bạn ở đâu, miền Nam hay là Sài Gòn, miền Bắc, miền Trung, các bạn cần bỏ ra 800k là sẽ nhận được cái nồi như này rồi, không phải bỏ thêm chi phí gì nữa. Bạn nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại mình vừa đọc ở trên, hoặc là ai bạn bè nào muốn mua thì có thể chia sẻ kênh cho mình để giới thiệu sản phẩm bên mình đang bán. Nhắc lại là sản phẩm nồi cơm điện Hitachi này, PR PS10M, mình bán với giá là 800.000, đã bao ship. Các bạn chỉ việc là nhận nồi và sử dụng thôi. Đấy, hình thức bên trong bên ngoài mình cho các bạn xem lại một lần nữa. Đấy, không có một lớp xước nào. Kể cả nồi này có một vết xước thì nhiều vết xước thì cơm của các bạn vẫn không dính nồi một tí nào các bạn nhé. Đấy. Nhưng mà những cái sản phẩm đẹp này mình sẽ ưu tiên đăng lên đầu tiên, và giá thì rất là hợp lý thôi, không đắt như những shop ngoài người ta bán lẻ. À, xin chào tạm biệt các bạn nhé, mình xin dừng video tại đây.